Anh xem bạn Zalo với phụ nha quý vị nhé. Quý vị vào thêm bạn bình thường và chọn là ở đây Việt Nam cộng 81 thì quý vị chọn cộng 81, Việt Nam cộng 84 thì quý vị cộng 81. Còn Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây là có Nhật Bản này. Quý vị tìm số điện thoại Nhật Bản. Ở dưới có ở dưới như Japan là Japan là hiện cộng 81 này. Quý vị ấn 080 681 7 3 9 70. Ấn đấy nó ra Việt Phú, Việt Phú JP hàng Nhật nội địa quý vị nhé. Ấn kết bạn này. Đấy. Ok nhá. Rồi xong rồi quý vị vào kênh YouTube, quý vị ấn đăng ký giúp em nhé. Ok xong, cảm ơn quý vị. Bên chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại Việt Phú trong video mới nhất ngày hôm nay. Thì hôm nay thì Việt Phú có săn được hai đôi loa bông. Một đôi loa bầu 101 MM 150W made in USA, loa trắng e căng đỏ rất là hiếm. Cái hàng này thì em ở bên này mấy năm đi tìm thì cũng nay lần đầu tiên em gặp một cái đôi như này, rất là đẹp. Đấy, thì quý vị có thể thấy là e căng trắng ở đây căng đỏ mà là màu trắng thì nhìn vào rất là bắt mắt, rất là đẹp. 150W nha quý vị, hàng rất là mới, rất là đẹp, hàng mới như khoảng tầm 90%. Quý vị có thể thấy được ở trên cái màn hình là rất là đẹp. Đấy thì hầu như là không có những cái vết xước đập trên máy. Và bên dưới là một cặp lò bầu 201 MM, cũng là 150W luôn quý vị. Logo đầy đủ hết, căn này đủ hết, hàng còn là hàng cũ nhưng tuy nhiên vẫn còn khá là đẹp. Về ngoại hình khá là đẹp, về các cái và màng loa gân loa thì vẫn còn rất là ok. Thảo e căng là quý vị cùng xem đấy, nó rất là đẹp, còn rất là nguyên siêu luôn. Dù nó rất là cũ, ốc thì có những cái dép dỉ, cái này không thể tránh được thời gian, nhưng mà cái e căng cái gân loa này vẫn còn rất là đẹp. Cái loa tép này cũng còn rất là ok, nó hơi chặt một chút, hơi khó tháo quý vị, còn cái này thì dễ tháo hơn. Nó bị có một vết va đập ở dưới nên là nó dễ tháo phần này là hơn. Tép vẫn còn nguyên zin rất đẹp luôn quý vị nhá, cũng made in USA luôn quý vị nhá. Thì em sẽ quay phía sau cho quý vị cùng xem về về hai cái loa này. Đây như quý vị nhá. Đây là mặt phía sau của hai loa quý vị nhá. Hay là 201 series 2 Music Monitor. Thì con này cũng là made in USA có ghi rõ ràng luôn nha quý vị. Đây. Con này thì hai cái này thì là nó con này là bên phải thì em để bên trái, con này là bên trái bên này. Đấy, em thứ tự em để nó che cháo lại cho nó không vấn đề gì lắm. Cái này không vấn đề gì. Con này thì là 8 ôm và made in USA. Con này thì có số series ban đầu bắt đầu từ 10, 11, 24, 10, 12 và 24 và 11 và 66. Không phải là cùng một liên tiếp nhau. Nhưng cùng lô sản xuất cũng gần nhau. Cái tháng năm sản xuất là năm 10 này này thì nghĩa tương đương khoảng năm năm rêu năm năm bình thành năm thứ 10, rơi vào tầm 2009 gì đó. 1999 gì đó. Vì năm thứ nhất là năm 1989 nhé quý vị nhé. Còn cái con series của cái con này là năm 21. 21 thì 21 là của năm bình thành năm 21 thì rơi vào tầm năm một năm 2000 gì đó. Đây, còn rất là đẹp. Trắng là đẹp, cái này có thể lấy côn lau thêm một lớp nữa thì nó rất là đẹp luôn. Em cũng chưa có điều kiện có thời gian để em vệ sinh nó đẹp đẽ hơn thì nên em sẽ thử lấy côn lau nó rất là đẹp hơn cái phần ngoài này. 150W nha quý vị, có ghi maximum là 150W và USA luôn. Đấy, tôi sẽ đi ở đây, con này bên phải. Đấy thì con này có số series là 29 và con này có series là 30. Đây là cùng một cặp nha quý vị nhé. Vì cái hàng mà màu trắng hay căng đỏ này rất là hiếm. Giờ em sẽ thử một vài bài nhạc cho quý vị cùng 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 xem nhé, cùng nghe thử nhé. Thì hai cái loa sân xui dưới thì em đã không không kết nối dây nhé. Em sẽ dùng 40 dây thì sẽ hai cặp thì sẽ là hai bốn đường ra của cái amply on cue của em.
sẽ cho vào hai cái đôi lobo này. Thì vì trên YouTube thì sẽ đánh bản quyền đối với những cái nhạc có lời, nên em sẽ bật những cái nhạc không lời lên cho quý vị cùng thưởng thức một chút. Còn về nhạc có lời thì em sẽ đăng ở trên YouTube hoặc trên Zalo cho quý vị nhé. Quý vị vào YouTube, Zalo mà tham khảo cái nhạc có lời của hai cái đôi loa này nó đánh giúp em nhé. Em như thường lệ thì em hay nghe của nhạc sống của bác, nhạc sống Mai Lan. Nhưng mà đợt này thì đấy, sự tìm của một bác khác nhé, có VN 365 là của bác nào, mà nhạc này có vẻ nổi tiếng. Đấy, sẽ anh thử cho quý vị cùng xem. Giá của cái sản phẩm này thì rất là rẻ đó quý vị nhá, đảm bảo nó rẻ hơn là quán nên biết rất là nhiều. Vì nghe tiếng trầm đánh rất là hay đúng không ạ? Tiếng lời cũng rất là thoát, cái từ tép ra rất là thoát. Của 201, 201 thì cũng đánh rất âm rất là hay. 101 thì là một loa lời ok nhất đi rồi. Trong cái dòng phân khúc giá rẻ nhé, còn giá đắt thì nó nhiều cái. Về đánh loa cỏ thôi, thì em cũng hay tìm những con loa cỏ là chính, vì cái đối tượng khách hàng của em tìm hướng đến là các cái anh chị cô chú mới chơi nhạc hoặc là chơi nhạc theo trên hướng phổ thông, không phải là chơi những nhạc cao cấp. Nhiều anh chị cô chú cũng hỏi nhạc cao cấp nhưng mà em cũng chưa có điều kiện để làm, thứ nhất là do cái thời gian rồi cái kinh phí đấy, với lại chuyên môn của em cũng chưa đạt đến cái mức để mà có thể chơi những hàng cao cấp, nên là em cũng chưa đang còn chưa chưa làm được, nói thẳng ra là như vậy. Đấy thì giá của hai cái đôi loa này thì đôi lên 101 này thì ở ví dụ thường ở quán người ta à 101 mm đây quý vị nhé, ở quán thì người ta sẽ bán 1 man 1 chưa thuế, là tương đương là thành 1 man 2 đấy, 1 man 2 tương đương 2,5 triệu chưa thuế ở bên này. Đấy thì về Việt Nam thì nó sẽ rơi vào tầm tầm 4 triệu gì đó, 3,8 triệu nhưng 4 triệu gì đó. Thì em sẽ bán hai cái đôi loa 101 này giá cũng thấp hơn như thế, nên quý vị là lên hệ với em sẽ bán rẻ hơn mấy trăm nghìn. Còn đôi loa 1 201 kia thì ở siêu thị bán thì cũng là 1 man 1 luôn, hai loa này bằng nhau. Và giá về Việt Nam thì thường thường thì sẽ là hơn 5 triệu, 5,3 triệu gì đó một cái đôi 201 mm này. Tuy nhiên thì đối với đôi loa này với Phú Xanh được nó rẻ hơn một chút, thì em sẽ bán rẻ hơn, chắc chắn là dưới 5 triệu rồi. Nếu quý vị anh chị cô chú nào có nhu cầu thì liên hệ với Phú, em sẽ bán với giá rất là hấp dẫn. Đấy thì em sẽ livestream trên Facebook và Zalo, mời quý vị anh chị cùng xem. Em xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại video lần sau.